Thưa quý vị, từ đêm qua đến sáng nay, cả miền Bắc chìm trong mưa phùn ẩm ướt khi độ ẩm lên đến 100%. Tầm nhìn bị hạn chế, các con đường cũng trở nên trơn trượt nên là việc đi lại rất khó khăn. Tình trạng ùn tắc đã ghi nhận được trên nhiều tuyến đường của thủ đô Hà Nội vào sáng nay. Sáng sớm nay, cả miền Bắc bị lớp sương mù màu trắng dày đặc bao phủ. Các tòa nhà cao tầng gần như bị chìm khuất bởi sương mù, nhất là ở khu vực ven sông Hồ. Độ ẩm lên tới 100% khiến trời chuyển mưa phùn nhỏ. Các tuyến đường đều trở nên ẩm ướt, trơn trượt. Tình hình giao thông sáng nay cũng rất lộn xộn, nhiều điểm còn xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Nguyên nhân là do khối không khí lạnh chi phối những ngày qua suy yếu và biến tính mang hơi ẩm từ biển vào. Nhiệt độ đang có xu hướng tăng dần cũng là nguyên nhân khiến nước tích tụ dưới các bề mặt bốc hơi nhiều hơn. Mưa chủ yếu diễn ra về đêm và sáng sớm, còn trưa chiều tạnh ráo, trời nồm nhẹ. Hiện nay, ở vùng cao áp Siberia đang hình thành một siêu không khí lạnh. Ngay tại thời điểm này, lõi tâm lạnh với mức nhiệt tới âm 60 độ C. Nó sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu di chuyển xuống nước ta theo cách từng diễn ra vào đợt mưa tuyết lịch sử cuối tháng 1. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, một chuyên gia ở Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết đang theo dõi hiện tượng này, nhưng khả năng di chuyển về đến Việt Nam là không cao. Vì vậy, nền nhiệt miền Bắc sẽ tiếp tục tăng dần lên trong ít nhất một tuần tới.